Su Kitan, hải quan chính ngạch, biển số khá là đẹp, 67B263535. Cái này mình dọn lại sạch đẹp, giữ chất zin lại nhiều nhất có thể nha các bạn. Nói chung là giữ đồ zin lại khá nhiều. Hải quan chính ngạch sang tên toàn quốc, giá rất là dễ chịu. Chung là chơi cái này nó cũng giống như hoài cổ nhưng mà rất là đẹp. Chất zin nó còn khá phê, nhìn cái xe rất là dễ thương. Nó với lại nó không có công tay nha các bạn, đề là chạy thôi, vô số 1, 2, 3, 4 giọt. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip. Số điện thoại mình là 0939 0806 09, hay cái tên mình là số 40 đường Ngô Sĩ Liên, phường Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Các bạn xem clip trên YouTube, nhìn bên tay phải của tiêu đề nó có cái chữ V và tam giác, bấm vô đó nó hiện lên nội dung thông tin và giá của xe. Rồi, cảm ơn mọi người.